Em xin gửi lời chào tất cả các quý khách hàng yêu audio trên toàn quốc với một bài test rất là nhanh gọn với đôi loa JBL SDX715 sẽ về thành phố Hải Phòng thân yêu. Và với đôi loa này sẽ về với lại anh khách hàng cũng rất là quen thuộc của bên cửa hàng. Anh gọi điện cho em rằng anh bảo là anh chưa lên trên cửa hàng trực tiếp bao giờ, cũng chưa gặp trực tiếp chú em bao giờ, nhưng qua các cuộc điện thoại thì anh rất là tin tưởng ở bên cửa hàng. Anh đã từng mua những sản phẩm cho riêng gia đình mình và cũng mua hộ rất là nhiều cho những người thân ở trong họ hoặc là những bạn bè khi có nhu cầu cần đến những sản phẩm âm thanh. Thì em còn nhớ là trong năm là anh mới ủng hộ cho em là hai quả súp JRX118, thì anh bảo anh mua quả đó là cho bạn anh đó. Thì hôm nay với nhu cầu của mình nữa thì anh có ủng hộ tiếp tục cho em, đó là đôi JBL SRX715. Thì với đôi loa này hiện tại giá của nó là 48 triệu các bác nhé. Với những dòng JBL bãi như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Không phải là riêng anh Long, vâng anh tên là anh Long ạ, anh ở dưới Hải Phòng ạ. Thì tất cả các bác khách hàng trên toàn quốc cũng hoàn toàn yên tâm. Chắc chắn là khi đến với chúng em nó phải là sản phẩm zin rồi. Nó phải sản phẩm zin, không những zin mà nó phải là đẹp nữa ạ. Phải zin và phải đẹp thì chúng em mới cung cấp đến tay các bác. Các bác nhá, những dòng loa JBL này nó là những hàng cao cấp rồi, không thể nào mà bán cho các bác những đôi loa mà nó bị làm sao hay có vấn đề gì được, đúng không ạ? Như vậy cảm thấy nó áy náy lắm bác ạ. Ngoài JBL này ra thì bên cửa hàng chú em có những nhiều dòng loa bãi khác, kể cả với những đôi loa 5-7 triệu đi chăng nữa, hay là những đôi loa rẻ tiền, cao tiền, đắt tiền như thế nào đi chăng nữa, nhưng đến với cửa hàng âm thanh A Luân thì một câu nói, một là một các bác nhé, một là một, phải là hàng zin. Còn khi các bác đã theo dõi kênh của chúng em rồi đấy, một lô hàng về nó không may bị một đôi loa hay là bị cái lô loa nó bị làm sao, chúng em cũng có thông báo lên cho các bác là chúng em sẽ thanh lý cái lô này nó như thế này, thanh lý cái đôi kia với giá tầm như thế kia, hoặc là cái đôi loa này tình trạng của nó đang bị như thế này. Thì các bác có mua ủng hộ giúp chúng em thì các bác ủng hộ chúng em rất là quý ạ. Còn đôi khi chúng em đã báo cái giá thành cũng như là báo đến cho các bác là những cái sản phẩm này là phải là zin là đẹp thì các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Đầu xuân năm mới xin gửi một lời chúc an khang thịnh vượng và vạn sự như ý tới tất cả những anh em bạn bè, tới tất cả các cô, các chú cũng như là tất cả các anh đã luôn quan tâm đồng hành cùng với mẹ vợ chồng em cửa hàng âm thanh A Luân, cũng như là đã từng mua và đã từng ủng hộ đồng hành với chúng em trong suốt rất nhiều những năm tháng qua, biết đến những trang mạng xã hội để được gắn bó với lại anh em bạn bè xa gần. Đó là một cái niềm vinh dự của cửa hàng âm thanh A Luân của vợ chồng chúng em. Thì đầu xuân năm mới không biết nói gì hơn, xin một gửi một cái lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bác khách hàng đã luôn thương yêu đồng hành cùng chúng em, một sức khỏe là vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Một năm mới thì sẽ có nhiều niềm vui mới cũng như là nhiều thành công mới ạ. Thì qua video này em cảm ơn anh Long đã tin tưởng chúng em, đã mua cho gia đình mình cũng như là mua giúp cho anh em bạn bè xa gần rất là nhiều những sản phẩm của bên cửa hàng em. Thì cũng có một lời mời trân trọng là khi mà anh có thời gian là anh có đi đâu qua thành phố Chí Linh thì cũng rất là trân trọng mời anh nhé vợ chồng chúng em. Trước tiên là để giao lưu cũng như là để tham quan cửa hàng, và cũng như là mong được cái sự ủng hộ dài lâu của tất cả các anh em bạn bè xa gần ạ. Thì một video ngắn vừa để cái giới thiệu cái sản phẩm để hôm nay lên đường, cũng như là một cái lời chúc đầu xuân năm mới. Thì chiều nay anh Luân chồng em thì cũng đang đi lắp một bộ những sản phẩm của loa B3 ở trên Vĩnh Phúc. Thì có rất là nhiều những cái sản phẩm
ở bên cửa hàng chúng em. Thì các anh em hoặc bạn bè, các cô chú, các bác có cái nhu cầu cần mua sắm hay là cần tham quan hoặc là cần tham khảo những bộ sản phẩm như thế nào thì các bác cứ nhắn tin cho chúng em nhé, hoặc gọi điện cho chúng em sẽ tư vấn để phối ghép cho gia đình mình những cái bộ sản phẩm hợp lý nhất, hay nhất để làm sao mà có một cái mức giá đầu tư đẹp nhất cho cái không gian của gia đình mình ạ. Và đặc biệt đó là chúng em phải đặt uy tín lên hàng đầu. Những sản phẩm các bác mua đi đôi với đồng tiền các bác bỏ ra, nên các bác yên tâm nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em cũng như hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ. Thân ái và xin chào ạ.